mời anh về đến Enica. K3 em đã mở ra sẵn sàng. Mua K3 đi các bác ơi, giá rẻ bất ngờ tại Enica đây. Hai chiếc K3 màu trắng ngọc trinh vừa mới cập bến bên em. Ngày hôm nay thì em tiện đây giới thiệu để cho mọi người có thể lựa chọn một trong hai chiếc xe K3. Tất cả đều là phiên bản 2.0, bản full kịch, bản cao nhất nhá. Nó sẽ hơn phiên bản 1.6, có cân bằng điện tử, ghế chỉnh điện 10 hướng và set 2 vị trí nhớ ghế. Rồi bên tay phải của Khải đó chính là Kia K3 phiên bản 2.0 được sản xuất năm 2014. Tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ xịn từ đầu, lăn bánh được 68.000 cây. Mẫu xe này Enica đang chào bán với mức giá chỉ có xung quanh 400 triệu đồng thôi. Còn bên tay trái của Khải thì là một chiếc K3 đời mới hơn một chút, được sản xuất năm 2015, bản full kịch 2.0, lăn bánh được 84.000 cây, tên tư nhân, biển Hà Nội. Và mẫu xe này Enica cũng đang chào bán với mức giá cũng chỉ có 400 triệu đồng thôi. Rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết hai mẫu xe Kia K3 cực đẹp, giá rẻ bất ngờ. Vào năm 2014 thì K3 bắt đầu được tung ra thị trường thay thế cho Kia Forte. Vâng, đây là một cơn bão nóng cực kỳ là mới của Kia, đã lật đổ tất cả các mẫu xe trong cùng phân khúc. Vâng, và nó đã chiếm vị thế lúc nào cũng nằm trong top 1 xe phân khúc thuộc hạng C. Chúng ta đi tìm hiểu chi tiết phần ngoại thất, trang thiết bị ở phần ngoài của mẫu xe này. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy đây, đèn pha của hai mẫu xe Kia K3 đều được trang bị là đèn bi xenon có giải đèn LED định vị ban ngày dạng mí mắt như này. Nó rất là đẹp nhá, trời tối đi Kia K3 nhá, nó có hai cái giải đèn LED này này. Chúng ta nhìn nó cực kỳ là ngầu, cực kỳ là đẹp luôn. Bởi vì sao? Hai mẫu xe này nhá, nó được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích. Tiếp theo nữa thì cảm biến va chạm cả trước cả sau trên hai mẫu xe đều được trang bị rồi. Mặt ca lăng của hai mẫu xe cũng hoàn toàn đều là giống nhau, đều là hình mũi hổ đặc trưng của dòng xe Kia nhá. Ở đây thì hai mẫu xe này đều có bộ lốp Michelin. Đặc biệt mẫu xe 2014 này có dàn lốp Michelin còn rất là dày. Khải không nhớ là đét là bao nhiêu nữa, bỏ qua một chút nhé. Đét của mẫu xe này hình như chủ xe ở đây tuần thứ 48 năm 2021. Còn chiếc xe Kia K3 này là tuần thứ 48 năm 2019. Nó lệch nhau mất 2 năm. Vâng, mẫu xe này ưu thế hơn đó chính là dàn lốp Michelin đều rất là dày. Rồi phiên bản 2.0 thì được trang bị bộ mâm hợp kim nhôm 17 inch. Còn phiên bản 1.6 thì chỉ có trang bị hợp kim 16 inch thôi. Chiếc Kia K3 2015 này hơn mẫu xe này là được trang bị thêm cảm biến áp suất lốp mà bác chủ xe lắp thêm. Ngoài ra đã được trang bị thêm cam 360 nhá. Đây chúng ta nhìn này, cam 360 trên chiếc Kia K3 2015 đã được trang bị rồi. Rồi ngoài ra thì chúng ta có cửa sổ trời này. Cửa sổ trời, ok. Gương chỉnh điện gập điện và rất hay đó chính là phần gương chào mừng. Đây, khi chúng ta đến gần thì gương nó sẽ tự cụp xòe. Đấy, hiện tại thì Khải đang mở ra. Đó. Ở đây thì chúng ta có chìa khóa thông minh. Chìa khóa của Kia K3 đây. Đó. Cả hai chiếc xe đều là đủ hai chìa Smart Key và có một nút bấm ở đây. Rồi chúng ta sang phần phía đuôi xe này đi. Hơi tiếc một chút thì Kia K3 phiên bản 2.0 lại được trang bị chỉ có một cái bô ở phía bên này thôi. Giá như nếu mà nó được trang bị được cả hai bên thì nó cân, nhìn nó sẽ khỏe xe hơn rất là nhiều. Rồi cái đèn hậu của K3 nhá. Đến năm 2017 thì bắt đầu 16, chính xác là cuối năm 2016 thì Kia K3 lại đổi tên thành Kia Cerato. Thì nhiều anh em đánh giá rằng cái phần cụm đèn hậu full LED của Kia K3 được trang bị trên mẫu xe này nó đẹp hơn người đàn anh, đó chính là Kia Cerato rất là nhiều. Rồi em mở phần cốp ra nhá. Đây. Đây chính là cốp của Kia K3 2015. Nó tương đối là rộng. Rồi bên chủ xe này thì bác chủ xe vẫn còn giữ lại cái bộ màn DVD nguyên bản của xe. Xe này đã lên màn Android rồi. Rồi. Phần ngoài ngoại thất của hai mẫu xe này đều được Enica kiểm định cam kết. Từ phần keo chỉ, khung gầm, cột kèo của hai mẫu xe đều là nguyên bản nhé. Đều là nguyên bản, không bị đâm va, ảnh hưởng kết cấu khung gầm. Rồi chúng ta xem qua phần máy một chút ạ. Rồi trái tim của hai mẫu xe này là được trang bị phần động cơ DOHC 2.0 lít hút khí tự nhiên. Công suất là 159 mã, hộp số tự động 6 cấp nhé. Hộp số tự động 6 cấp, rất là êm ái, rất là mượt mà. Rồi 2.0 thì nó rất là khỏe rồi. Khẽ mớm ga phát tăng vọt luôn.
Vậy thì nên các bác tài mới thì cần chú ý khi sở hữu những mẫu xe có dung tích lên đến 2.0 như này nhá. Cả hai mẫu xe phần động cơ đều được kiểm định chất lượng tại NEK bởi các chuyên gia có kinh nghiệm rất là lâu rồi, cam kết cho mọi người phần động cơ, phần hộp số hoàn toàn nguyên bản luôn. Và hai mẫu xe này phần động cơ hiện tại đang hoạt động hết sức là bình thường, không có hiện tượng bị chảy dầu, ẩm dầu, không máy không bị rung giật gì cả. Đấy chính là phần động cơ và phần hộp số mà Khải muốn giới thiệu trên hai mẫu xe này. Rồi, bước vào trong khoang nội thất của mẫu xe Kia K3 2014 này, chúng ta có thể cảm nhận thấy đây là bác chủ xe không độ đẽo gì trên chiếc xe này, mọi thứ nó đều là rất nguyên bản từ nhà sản xuất. Đầu tiên có thể kể đến đó chính là một chiếc màn hình DVD vẫn nguyên bản từ nhà Kia đây, nó rất là đơn điệu, rất là bình thường. Rồi bộ ghế da của mẫu xe thế hệ đầu tiên Kia K3 là một bộ ghế da màu đen. Còn chiếc Kia K3 2015 kia thì nó đã được nâng cấp lên một bộ ghế da cao cấp hơn rồi. Đây thì ghế da nguyên bản theo xe. Về chất liệu thì nó cũng còn rất là ok, nhưng mà về thẩm mỹ thì nó có một vài chỗ nó đã bị sờn rồi. Đây chính là điểm trừ trên mẫu xe này. Và đặc biệt là cái phần nhựa ở đây, cái độ đen của nó thì cũng gọi là tương đối thôi, nó còn đến tầm được khoảng 80%. Ok, phần option trên hai mẫu xe này thì đều được trang bị full kịch option, đặc biệt là các tính năng an toàn trên phiên bản 2.0 được trang bị nhiều hơn phiên bản 1.6. Đó chính là các tính năng như cân bằng điện tử đã có rồi này, 1.6 chưa có này, ổn định thân xe điện tử này, và tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc đã được trang bị trên mẫu xe K3 2.0. Chúng ta nhìn thấy đây, ở trên vô lăng được trang bị rất nhiều các phím, ví dụ như là lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng, đèn tự động, chưa có gạt mưa tự động, ga tự động cruise control, đàm thoại rảnh tay, nút đèn nổ start stop, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Và đặc biệt hàng ghế thứ hai ngồi khá là rộng và nó có một cái cửa gió hàng ghế thứ hai đây, cửa sổ trời nhá. Tất cả mọi tính năng đang hoạt động rất là trơn tru và bình thường. Vâng, thưa các bạn, đây chính là chiếc Kia K3 2015, nó mới hơn có một năm thôi, nhưng mà nó được trang bị, nó được cải tiến hơn khá là nhiều. Ví dụ như là cái tông màu nội thất của mẫu xe này nó không còn đen xì như cái 2014 kia, nó có một màu ghi xám, nhìn nội thất nó sang, nó mịn hơn rất là nhiều. Đặc biệt Khải rất chim ưng cái phần ghế da nguyên bản theo xe như này, ghế còn căng và ghế da thông hơi. Đó, nó chưa phải là ghế múi, ghế múi thì nó phải là cuối 2016 thì bắt đầu có ghế múi và có sạc không dây ở đây. Rồi, ở trên mẫu xe này Khải cực kỳ thích cái option mà bác chủ xe độ vào, đó chính là cái phần vô lăng carbon ở đây. Vô lăng xịn luôn nhá, đây không phải là hàng nhái, hàng kém chất lượng đâu, cực kỳ xịn. Vô lăng dạng đê cắt nhá, nhìn nó rất là thể thao. Đây chúng ta nhìn này, đấy, rất là thể thao và cầm rất là sướng tay luôn. Tiếp theo nữa thì chúng ta có cái gì nào? Đó là một bộ thảm sàn 5D, rất là xịn luôn này, chúng ta sờ còn rất là mới. Ở đây thì có một cái màn hình Android tích hợp cam 360. Đây, em đang vào cái cam 360 để cho mọi người cùng xem nhé. Đây, đây chính là phần cam 360, chúng ta có thể quan sát tất cả mọi góc độ của chiếc xe này đều ok. Đó, rồi xem còn có cái gì hay nữa không nào. Chắc thế thôi, nó chỉ có vậy thôi. Đấy, 2015 thì nó hơn 2014, đó chính là phần nội thất của nó đã được cải tiến hơn khá là nhiều. Vào thời điểm mua mới, nếu hai chiếc xe này các bạn phải bỏ ra số tiền khoảng 800 triệu đồng mới lăn bánh tại Hà Nội. Còn bây giờ chúng ta chỉ bỏ ra số tiền có 400 triệu, đúng bằng một nửa vào thời điểm mua mới. Và cả hai chiếc xe này đều còn rất là chất. Kia K3 2014 biển Hà Nội lăn bánh được 68.000 cây. Kia K3 2015 bản 2.0 full kịch lăn bánh được 84.000 cây. Giá xung quanh cũng chỉ tầm 400 triệu đồng thôi. Các bác quan tâm mẫu xe này có thể inbox trực tiếp cho em Khải hoặc liên hệ với số điện thoại của em là số 1881 nhé. Một lần nữa em xin cảm ơn rất là nhiều. Nếu mà các bác xem video thấy hay thì xin hãy like kênh để ủng hộ anh em, có thêm động lực giới thiệu những chiếc xe cực kỳ là chất cho mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.